Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học Top Thú Vị. Các bạn thân mến, mới đây vào thứ 6 ngày 29 tháng 5 năm 2020, Đại Thiên Văn Động Lực Học Mặt Trời của NASA vừa mới phát hiện mặt trời của chúng ta vừa bắn ra một tia lửa mạnh nhất kể từ tháng 10 năm 2017. Liệu có phải mặt trời của chúng ta đang thức dậy hay không? Hãy cùng Top Thú Vị đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Top Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Mặt trời là một ngôi sao nằm ở trung tâm của hệ mặt trời. Đây là nguồn năng lượng quan trọng nhất cho sự sống trên trái đất. Ở thời điểm hiện tại, mặt trời được cấu tạo chủ yếu từ hydro và heli. Trong đó, hydro chiếm khoảng 74,9% khối lượng, heli chiếm khoảng 23,8%, còn lại là các nguyên tố khác như oxy, carbon, sắt và neon. Kể từ khi hình thành, cho đến nay trên mặt trời xảy ra chủ yếu những phản ứng tổng hợp nung chảy hydro thành helium. Nhờ những phản ứng tổng hợp này mà nó phát ra nguồn năng lượng cực lớn. Theo tính toán, cứ một giây mặt trời hợp nhất khoảng 600 triệu tấn hydro thành helium ở trong lõi. Năng lượng này sẽ mất khoảng từ 10.000 đến 170.000 năm mới thoát ra được khỏi lõi. Và khi chúng thoát ra ngoài bề mặt, sinh ra ánh sáng, nhiệt độ và từ trường, chúng lan tỏa ra khắp hệ mặt trời, sưởi ấm và cung cấp năng lượng cho các hành tinh, trong đó có trái đất. Và đôi khi mặt trời xảy ra các trận bùng phát năng lượng rất mạnh, tạo ra những trận bão từ, ảnh hưởng đến sự sống trên trái đất. Và mới đây, ngày 29 tháng 5 năm 2020, mặt trời của chúng ta đã bắn ra một ngọn lửa mạnh nhất kể từ tháng 10 năm 2017. Vụ phun trào đã được Đài Thiên Văn Động Lực Học SDO của NASA phát hiện. Đây là vụ nổ phóng xạ từ các vết đen của mặt trời, nó còn được gọi với cái tên khác là những trận bão mặt trời. Ngay sau khi phát hiện, NASA và các tổ chức đã đo lường sức mạnh của trận bùng phát này, theo đó, nó được phân cấp loại M. Như các bạn đã biết, cấp độ bão mặt trời được các nhà khoa học phân loại theo các cấp độ tăng dần B, C, M và X. Trong đó, X là cấp độ cao nhất, nó xảy ra khi các vòng phun trào cao gấp khoảng 10 lần kích thước của trái đất. Nhưng rất may mắn, trong đợt bùng phát lần này, nó chỉ có cấp độ M. Chính vì vậy, nó không phải là một thảm họa của trái đất. Nhưng qua sự bùng phát lần này, các nhà khoa học cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy mặt trời đang hoạt động mạnh hơn. Và nếu nó thực sự hoạt động mạnh mẽ trở lại, đây có lẽ là một điều đáng e ngại trong tương lai. Các nhà khoa học cho rằng họ cần quan sát thêm tối thiểu 6 tháng nữa mới có thể khẳng định là mặt trời đang hoạt động mạnh trở lại hay đây chỉ là một sự bùng phát ngẫu nhiên. Cho đến nay, con người đã chứng kiến nhiều cơn bão mặt trời xuất hiện cũng như những thiệt hại mà nó mang lại cho con người. Một trong những trận bão mặt trời mạnh nhất xuất hiện lần đầu vào ngày 1 tháng 9 năm 1859. Theo tài liệu ghi chép thì cơn bão này có thể nhìn rõ bằng mắt thường, tức là nhìn thấy ánh sáng trắng kèm theo các cực quang tuyệt đẹp xuất hiện ở vĩ độ nhiệt đới như Cuba hoặc Hawaii. Nó làm cho hệ thống thông tin ở những vùng này bị tê liệt và đây là cơn bão mặt trời mạnh nhất được ghi nhận trong suốt 500 năm. Vào tháng 3 năm 1989, 6 triệu người đã phải sống trong bóng tối suốt 9 tiếng do hệ thống điện ở Canada bị lỗi do bão mặt trời tàn phá. Rất may mắn, cơn bão này đã không xảy ra vào những ngày lạnh nhất ở một số nơi sát vùng cực như Canada. Nếu không, sẽ có hàng ngàn người có nguy cơ tử vong vì chết rét khi hệ thống sưởi không còn hoạt động do mất điện. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2000, một trận bão mặt trời cấp X5 đã làm đoạn mạch một số vệ tinh và gián đoạn tạm thời sóng vô tuyến. Đây là trận bão mặt trời mạnh nhất kể từ năm 1989. Còn vào ngày 28 tháng 10 năm 2003, một trận bão mặt trời khủng khiếp X45 xuất hiện. Nó làm rối loạn cả những thiết bị cảm biến của các tàu vũ trụ đo cường độ của trận bão. Còn vào ngày 5 tháng 12 năm 2006, cơn bão với cường độ X9 làm gián đoạn tín hiệu liên lạc mặt đất và hệ thống định vị toàn cầu GPS trong khoảng 10 phút. Và gần đây, ngày 12 tháng 5 năm 2013, một cơn bão mặt trời xuất hiện và kéo dài tới 48 tiếng, được xếp ở mức X1.8.
Theo các chuyên gia ở Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, thì vũ trụ bao la, còn trái đất của chúng ta lại quá nhỏ, nên mối nguy hiểm rất tiềm ẩn. Một sự cố va đập cũng như ảnh hưởng từ bên ngoài là điều khó tránh. Hiện nay, các phương pháp dự báo bão mặt trời không hề đơn giản, bởi nó không có những dấu hiệu báo trước. Người ta mới chỉ dựa vào một số điều đã biết như vết đen của mặt trời, dựa trên trường từ tính nhằm chẩn đoán được những khả năng gây ra bão từ theo thang độ M hoặc X trong vòng 24 hoặc 48 giờ trước khi nó ảnh hưởng đến trái đất. Một trong những hiện tượng dễ nhận biết nhất của bão từ là làm cho kim la bàn dao động mạnh. Quá trình tác động của bão từ có thể hiểu ngắn gọn là từ trường do mặt trời phát ra ép vào làm cho từ trường trái đất tăng vọt, sinh ra dòng điện cảm ứng chống lại từ trường của trái đất. Dòng điện này có cường độ lên tới hàng triệu ampere, nó lẩn vẩn quanh bề mặt trái đất làm cho từ trường trái đất biến thiên liên tục. Ảnh hưởng của bão từ lên con người và động vật là tác động trực tiếp đến hệ tuần hoàn, nhất là tim mạch. Bằng chứng, khi có bão từ xuất hiện, những con chim sống trong lồng đã dồn về phía nam để lánh nạn, mặc dù chúng không hề biết bão từ là gì. Như đã đề cập ở trên, khi tốc độ lớn, bão mặt trời sẽ đổ bộ lên trái đất, tạo ra những cơn bão từ tác động đến các hoạt động truyền thông, thông tin liên lạc bằng sóng radio bị nhiễu, hủy hoại các thiết bị này, gây tê liệt hệ thống phát điện. Đối với con người, tia X từ bão mặt trời tác động lên hệ hô hấp, miễn dịch, gây lo âu căng thẳng, cáu gắt, khó thở, buồn nôn, đau đầu, kiệt sức. Những người mắc bệnh tăng huyết áp, tim mạch dễ bị biến chứng nguy hiểm, gia tăng bệnh ung thư do nồng độ tia cực tím tăng cao, làm cho động vật chết hàng loạt, nhất là động vật nhỏ và côn trùng. Cho dù các nhà khoa học đã nắm bắt được khá nhiều về các trận bão mặt trời và một trong số những trận bão mà họ phát hiện được đang hình thành từ ngôi sao khổng lồ mang tên mặt trời có vẻ như không đáng để lưu tâm. Nhưng một nghiên cứu mới đã cảnh báo rằng một trận bão mặt trời khổng lồ có vẻ như là điều không thể tránh khỏi trong tương lai. Và nếu nó tấn công trái đất, loài người có thể gặp những rắc rối nghiêm trọng. Các nhà khoa học sử dụng dữ liệu từ kính viễn vọng không gian Kepler để khảo sát những ngôi sao tương tự như mặt trời nhằm mục đích xác định tần suất phổ biến của các trận bão mặt trời. Qua phân tích, các nhà khoa học cho rằng những ngôi sao trẻ có tần suất xuất hiện các trận bùng phát nhiều hơn, còn những ngôi sao già nua như mặt trời của chúng ta thì tần suất đó khá ít. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng không loại trừ có một số khả năng loài người có thể phải hứng chịu một đợt bùng phát nghiêm trọng trong vòng 100 năm tới. Chúng ta không thể dự đoán chính xác được những gì sẽ xảy ra nếu một cơn bão mặt trời cực kỳ mạnh mẽ tấn công trái đất. Mới đây, các nhà khoa học lại phát hiện hai vết đen mới của mặt trời được đặt tên lần lượt là NOAA-2753 và NOAA-2754. Đây là những vết đen đáng kể đầu tiên được các nhà khoa học quan sát thấy kể từ tháng 11 năm 2019. Họ cho rằng đây là sự khởi đầu của chu kỳ vết đen mặt trời mới, hay còn được gọi là chu kỳ mặt trời 25. Theo tính toán, đỉnh của chu kỳ hoạt động từ tính của mặt trời sẽ diễn ra trong khoảng 5 năm tới. Và trong thời gian này, các nhà khoa học cho rằng chúng ta cần phải tập trung quan sát và phân tích về các vết đen nhiều hơn. Theo NASA, các chu kỳ vết đen mặt trời 11 năm là do sự quay của mặt trời trong không gian. Với mặt trời sẽ có chu kỳ tự quay khoảng 26 ngày một lần. Vật chất của nó hoạt động giống như một chất lỏng, do đó, đường xích đạo của nó quay nhanh hơn nhiều so với các cực. Điều làm cho từ trường của mặt trời trở nên khó đoán hơn là do chu kỳ đảo cực của mặt trời. Theo đó, cứ 22 năm thì một chu kỳ đảo cực hoàn thành. Điều này có nghĩa cứ sau 11 năm, cực từ của mặt trời sẽ đảo ngược, lúc này cực Bắc sẽ trở thành cực Nam và ngược lại. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của NASA, chu kỳ mặt trời 25 tới đây sẽ đạt đỉnh điểm vào năm 2024 và nó sẽ giảm xuống mức tối thiểu vào năm 2031. Và trong giai đoạn này, chúng ta đang ở thời điểm chuyển giao giữa chu kỳ mặt trời 24 và chu kỳ mặt trời 25. Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn mặt trời đã bước sang chu kỳ mới 25 hay chưa. Qua đợt bùng phát mới này, tuy nó chỉ ở cường độ cấp M và nó không hướng thẳng về phía trái đất, có thể đó là sự trở mình cuối cùng của chu kỳ cũ 24, hoặc đó cũng có thể là sự khởi đầu của chu kỳ mới 25, và họ sẽ tập trung quan sát mặt trời trong khoảng thời gian 12 tháng nữa mới có thể chính thức khẳng định về điều này. Mặt trời quả thực là một nơi thực sự quan trọng đối với con người và sự sống trên trái đất. Mỗi khi người mẹ thiên nhiên này trở mình lại làm dấy lên sự lo lắng của các nhà khoa học.
Hải Yến hy vọng rằng trong tương lai người mẹ thiên nhiên này vẫn hiền hòa và không giận dữ để trái đất tránh được những cơn bão khủng khiếp mang tên bão mặt trời. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn của cơn bão mặt trời. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy video hay, hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã những bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!